làm thì tầm 9 giờ tối ạ. Em ơi, là lúc nào bây giờ là đang chim lên. Mọi tạm thời nhìn giá lao đi. Ông này chim đi mọi người nhá. Nào nào. Lần đầu tiên có mặt tại sân động Nhật Trang trong lễ khai mạc giải Vinit 2023-2024. Với lỗi là một chương trình quá ấn tượng, có hoành tráng. Cái này là anh em trong hội cổ động viên đã giao hỗ trợ đội bay không người lái, làm từ 4 giờ đến giờ mà test hơn ngàn máy bay vẫn chưa xong. Hỏi là quá tuyệt vời. Mọi người ăn cơm xong ra đây nhá. Đấy. Cái nước test xong rồi đây là những số máy bay đã test xong. Đấy, để live stream rồi nhá. Đây, tôi dừng đây. Bây giờ mình cho phóng viên đến nhá. Đây này nhá. Đây. Đây là vị trí để mặc định để sẽ bay vào sân Nhà Trai vào giữa trận đấu. Đèn đã lên, wow, bắt đầu cất cánh. Đây là test máy nhé, đây là test máy đấy ạ, để xem máy nào đã đủ đạt tiêu chuẩn, bắt đầu cho ra một chỗ và giờ bay. Các bạn biết giờ bay và giờ nào không? Mọi người thấy hình ảnh âm thanh chất lượng, đây mới là một phần comment đây này, đây này. Đây này bắt đầu lên, wow. Wow, rất đều và đẹp. Đổi mau vẫn đen nét đổi mau ấy. Chưa trong 9 giờ test một loạt tất cả cái đống kia. Đổi mau. Lách đổi mau. Mọi người chia sẻ là để ngày mai anh em đến sân vừa xem bóng đá vừa xem màn trình diễn nghệ thuật có 102 do ban nhạc Hau Đơn Lân của Đài Loan trình diễn. Mọi người xuống. Chưa lấy đâu nha, anh em mình tính nha, đợi chính nha. Wow, không thấy comment của mọi người nhỉ? Tuấn vào tấm chấm đi xem này, còn này comment không? Cái gì ạ? Mọi người comment là chưa thấy comment của mọi người đâu nhỉ, như ẩn hay sao đấy. Mọi người comment đi để xem thông báo chính thức. Comment số 1 giờ tổng duyệt. Mọi người chấm chấm bài nào, không thấy comment của mọi người đâu cả. Chào 80 người rồi. À, quá tuyệt vời. 85 rồi. Cái này có một đợt. Mọi người bổ đây, mọi người đây bổ đây. 300. 300 ạ. Bổ đây, bổ đây, bổ đây, bổ mạnh vào, đúng các hiếu tuyệt vời. Ông này Facebook của ông ấy hot lắm. Hot các bạn. Ui. Thì đây bác ấy đang live trên Facebook đúng không? Chắc giờ cơm với mọi người chưa xem. Cơm thì cũng phải vào xem. Mọi người bỏ cơm ra đây nhá. Đấy, ta hết đến qua đây. Rồi rồi mới là chỉ một ít thôi. Không mới là lon. Giờ này là tất cả đi mẹ tất cả máy đang tiết mà bê. Thì các mà bê đó. Mẹ đang còn có 4 phút nữa là giờ đề, người ta đang tập trung xem điếu. Giờ tổng duyệt chính xác đêm nay để thực hành. Các bạn biết bao nhiêu giờ không? Bây giờ đang test các thiết bị để đảm bảo độ ánh sáng, độ cân bằng. Từ từ đã lấy chưa? Đảm bảo để bay vào sân vận động Nhật Trang. Mọi người comment nào. Hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và tất cả những gì đang live stream các bạn có thấy ổn không? Tất cả con sáng, nhặt hết con sáng về đây đã, nhặt hết về đây đã. Để tách ra luôn là lẫn. Joseph Mandy. Mọi người chấm chấm bài mạnh mẽ không? Đây là công ty bán giày Bờ La Hiền. Đấy. Kia là Mai Công Đàm. Ôi dùng mèo ơi, mẹ mày đang live stream mày gọi. Mọi người ai rảnh ra đây luôn nhá. À có máy cho Dung Béo gọi được. Dung Béo bảo bạn đang livestream thì mà một trai 500 người xem rồi. Dung Béo ơi đừng gọi nữa. Nghe đi. Không nghe là tụt view. Đang live cho bác. Nghe là tụt view. Tầm này không có là ai nhá. Đang chơi rất là bận. Không mà hát nào nó đi gì cả. Ai chuẩn bị đè đổ. Ấy những con nào mà đã bay được đã cất cánh, đã cất cánh lên và hạ cánh xuống, đèn đã sáng thì là chúng ta thu gọn vào để một khu vực, sau đó là test tiếp cái đèn này chưa bay cũng được. Giờ 60 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Tuyệt vời luôn. Mọi người bổ cho quạt xẻ đi. Để ông Mạnh thông báo chính thức giờ tổng duyệt. Sẽ bay vào sân động đặt chai. Những hình ảnh có 102. Mà nghiêm cấm mọi người vào sân chai để quay phim chụp ảnh những hình ảnh đang được bí mật bật mí. Vào lúc hiệp một nghỉ. Đừng để lộ thông tin nhá. Rảnh cũng không ra. Thêm một thánh live stream. Cô nào rảnh cũng ra. Vâng ơi. Dạ. Hả? Anh nghe gì anh Dũng? Tốn cái này là chiếc đầu tiên. Wow. Có nói là anh em đang theo dõi chương trình phát phát trực tiếp về công việc ngày mai. Đây là một chương trình phải nói là đặc sắc vì chọn sân chay làm nơi khai mạc giải. Tức là ngày mai các phóng viên quốc tế cũng như là phóng viên Việt Nam sẽ về dự khán tại sân vận động chay chụp ảnh và ghi hình, quay những hình ảnh đẹp nhất trên bầu trời cũng như mặt cỏ khán đài, về cổ động viên, về hình ảnh bay trên bầu trời và mặt cỏ là chai xanh mướt mượt như mặt cỏ sân Asaford, để quảng bá những hình ảnh về trận đấu khai mạc tại sân vận động Nặt Chai. Dỗi rồi ạ, quá tuyệt vời. Ôi sập điều dòng đầu chốc để lắp hết một loạt 200 hơn 200 pin. Mọi người comment tiếp tục nhá. Bắt đầu lại xếp vào những điểm mà đội bay chuyên nghiệp đã đánh dấu thì anh em bắt đầu xếp vào đó, sau đó test máy. Để chưa? Mọi người chấm bài nào. Mọi người cho xin hình ảnh và chất lượng âm thanh cũng như là truyền tải trong buổi livestream này có tốt không ạ? Những con phần này cao, giá trị như một cái sân bay, như một sân bay như một cái sân bay đẹp lắm. Hải Phòng đẹp lắm, Hải Phòng ơi, Hải Phòng ơi. Ta 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 Hải Phòng đẹp lắm, Hải Phòng ơi, Hải Phòng ơi. Đẹp không? Đây là một góc quay sân bay. Đây là một góc quay của sân bay. Các bạn chờ tiếp tục lên đợt 2 nhá, sau đó sẽ tắt này khi nào tổng duyệt. 21 giờ sẽ tổng duyệt. 21 giờ tổng duyệt nhá. Vén vén vấn lâm ơi, Mr. Lâm ơi, vén lên mà nhảy vào, vén lên nhảy vào được. Vén cái lưới lên nhảy vào. Mọi người tiếp tục comment đó. Mọi người tiếp tục comment đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những chiếc không người lái đang nằm chờ lệnh, mà lệnh từ tổng đài nhé. Tổng lệnh bay là không phải là điều khiển một cá nhân đâu, mà cái này là điều khiển theo hệ thống, theo hệ thống luôn thì nó bay được một loạt được. Nhận lệnh, tức là nhận lệnh từ máy tính đấy. Nhận lệnh. Đó, bắt đầu ạ. Tiếp tục test. Lên. Lên lại, lên. Cái nào không lên thì giết. Lên, lên, lên. Cái này bay nút giải nào? Lên. Như đàn ông. Cái vòng bay còn nhé ra đấy. Đúng, nhé ra rồi. Chạy xa thì thế rồi. Nhé ra rồi. Có mới. Bay lúc giải nào? Giữa hiệp 1 và hiệp 2. 15 phút. Trình diễn. Đấy, kinh chưa?